tên là ở đây quán ăn là chế biến luôn là 1,8 kg. Cá hồng con bú nè, con này có chục ký á, cua huỳnh đế nè. Ốc cũng rất là nhiều nè, ốc mặt trăng. Đẹp phải chưa? Wow, nó đỏ luôn. Dạ, mình chào cô chú anh chị. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị mình trong video mới nhất của mình nha. Bây giờ gần 6 giờ sáng rồi và mình đang có mặt tại đảo Lý Sơn, huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền hơn 15 hải lý. Đây là chỗ bà con mình cập cảng để mà mua bán hải sản. Phía bên đây là khu vực mấy cái tàu tốc á, di chuyển từ đất liền qua đảo ngược lại. Hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng tham quan đảo Lý Sơn cùng với mình nha. Bên này cá nục nè. Đây là một chiếc thu mua. Tại vì mình thấy trên ghe không có dàn nghề. Mấy hầm luôn. Cá nục. Ở đảo Lý Sơn á là mật độ dân cư cũng đông lắm. Diện tích đảo hơn 10 km vuông thôi. Nhưng mà dân số là hơn 20 mấy ngàn người. Bao gồm 3 xã: An Bình, An Vĩnh và An Hải. Mình đang đứng ở khu vực của xã An Vĩnh. Thôn Tây xã An Vĩnh nha. Xã An Vĩnh nằm trong khu vực của đảo lớn. Đảo lớn là có hai xã, xã An Vĩnh với An Hải. Còn xã An Bình là nằm ở đảo nhỏ.
chị. Theo thông tin mình tìm hiểu là có 10 miệng, ở đảo lớn là có 6 miệng, đảo nhỏ 1 miệng và 3 miệng núi lửa ngầm nằm dưới đáy biển. Trong đó ngọn núi Giếng Tiền và núi Thới Lới là hai cái ngọn núi lửa lớn nhất ở đây. Cao nhất là núi Thới Lới nha. Núi lửa Thới Lới, trên đỉnh của núi lửa là hồ Thới Lới đó. Cao 170m so với mặt nước biển. Cô chú anh chị và các bạn mình á, có đến Lý Sơn để du lịch á, muốn mua hải sản á, thì buổi sáng tầm 6:30 hoặc là 7 giờ cũng được, mình đến cầu cảng cá Lý Sơn nha. Nếu mà mình đi tàu cao tốc á, là từ cảng cá Sa Kỳ của huyện Bình Sơn á, chạy ra đây và cập vào cái cầu cảng cá này. Đó, đây là một cái khu chợ hải sản tươi sống, hải sản ở đây hấp dẫn lắm. Bà con mình bày bán hai bên nè. Hôm qua thì mình đi từ cảng Sa Kỳ, đi chuyến trễ nhất là 3:30. Một ngày có 4 chuyến luôn. Ngày lễ hay là ngày cuối tuần á, là tăng cường 7 cho đến 8 chuyến. Mình mua 2 vé lượt đi với lượt về là gần 400.000, 380 mấy ngàn á. Di chuyển 45 phút. Đi cũng nhanh lắm. Bao nhiêu ghế anh chạy? Dặn lại cho con đồng, dặn lại cho nãy nè. Cái này nó đắt á, cái chất cọc đó à. Dạ. Cái rồng này là bà con mình làm gỏi nè, trộn gỏi nè. Nó lét á, nó lại ngất. Ờ, mình gọi là rong gì chú? Bông bông. Dạ. Bông bông đó cơ. Dạ. Đó, đang dưới là biết ở còn đây. À dạ. Bông bông. Trộn gỏi. Mấy chục ngàn ký. 90 ngàn. Dạ, 90. Còn ốc này cô? Ốc đây 50 ngàn một ký. 50 ngàn. Cần sạch cho họ mở đồ. Không. Họ còn xây lát nữa. Lấy bỏ cho một ký đi. Ở mình con thấy nhiều loại rong á cô ha. Dạ. Còn cái rong mà nấu rau câu là khác nữa ha cô. Dạ, rau đông. Còn một loại rau trộn nữa là rau, gọi là rau câu. Dạ. Rau rễ tre. Cái đó là con ngâm nước rồi, cái là nó cào con đất rồi đó, rồi cái con đầu rồi nó nấu cho tất cả rau dạ. Và nhớ được có ai giàu nghe thì giàu ha, trộn ra cho nó ngon, rồi con trộn đậu xào cho nó thơm, mua là gọi là gỏi rau câu. Dạ, gỏi rau câu. Rau rễ tre, cái này trồng nó cắn mà nó dài, chứ chung con rau này là nó mọc mọc, có một loại rau mà đang đang mà nó tí tí ra lớn mình còn sáu mình nó gọi là nấu cho nó gọi là rau đông. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Có đường một em dầu. Dạ, anh vậy anh ngâm về đến đồng hồ cho nó. Không, không ngon. Ngâm là nó bị mềm mất. Lục thấp không ngon. Không ngâm đâu, bỏ đó vô đầu có con cua nữa nè. Mấy cái loại mình ít thì gặp. Tại trong đất liền loại cua này hay là loại rong nữa. Mình ít thấy lắm. Cua đỏ ha bác. Dạ. Cua này giống con cua riêu trong mình. Mực lá.
không biết nhiều. Cần ấy được cũng cần được cũng không. Cần được tới giờ để số hồn mà nó đâu có đâu. Cá bò nú nữa nè. Anh nhiêu ký anh trai? 300. Dạ, mực lá. Cô đây. Cô có không? Không cha. Con hỏi giá được không cô? Được. Dạ, bao nhiêu ký? 60.000 ký. Anh, mua giùm cho em cái cô đi. 60. Em chọn cô lớn cho. Ra mua giùm em lấy đi. Mua ký đã, ký đại. Cá bò nú dạng nè. Nó hoa văn đẹp. Đó là cái cành đâu? Dạ, hay gọi cá giò đó. Ở Bình Châu, Bình Sơn mà con mình gọi cá bà nú. Ở đây cũng chưa có bà nú. Dạ, dạ. Ở trong mình, con ở Bình Sơn thì keo giống ở đây mà. Dạ. Cháu Phước là keo Phước. Dạ. Ở con là trong Bình Thuận á, là trong Nam á, là gọi cá giò, cá kình. À, dạ. Ở đây là chưa có bà nú. Dạ. Bà nú hơn. Dạ. Cá giò là do khách về. Dạ. Giống mình đám chợ là biết. Dạ, con cảm ơn cô. Keo Phước. Trong mình kêu Phước, mát mình kêu Phước. Một con quá đó thôi. Không không đó, nhưng mà biết đó. Cá bên này mới to nè. Cá mú. Còn có cua Bình Đế nữa. Mùa này lên đảo Lý Sơn là cả nhà mình thấy cua Bình Đế nhiều lắm. Phát âm đúng là cua Bình Đế nha. Còn con cua Hòn Đế là cái con cua ở nước ngoài khác nữa. Cua này nếu mà vào nhà hàng á, giá trị của nó cũng phải hơn 1 triệu. Dạ. Đêm hôm qua á, dông một xíu thôi mà con thấy cúp điện ngang đảo luôn hả? Dạ. Thấy còn đảo. Người ta sợ nó đứt dây đó. Cô, như cá nục này là mình bán cho bà con là bao nhiêu tiền ký cô? Cái này 50.000. Dạ. Dạ. Như giá cá mú với cá hồng thì sao cô? Cá gáy đâu á cô ạ? Cá gáy thì rẻ, còn cá mú hồng thì cao. Dạ. Cá mú với cá hồng thì chắc mấy trăm ngàn hả cô ha? Dạ. 200 mấy. Dạ. Con chúc cô buôn may bán đắt nha cô. Dạ. Mấy ngày nữa về? Dạ, trưa là con về rồi. Dạ. Dạ. Dạ con đi có mình. Dạ con chào cô nha. Dạ. Này mực câu không con ha? Lưới ha. Dạ. Mình nghĩ xíu nữa là chắc hai cái thao mật này hết. Trời ơi, hai con đó đã chưa? Đâu, đây cái. Được không? Hả? Con rồi biết không? Bố cái đèn chi đã. Đâu có nước này luôn á. Rồi. Đâu đây. Ra đây đi. Chưa. Có thang nữa. Hả? Chưa. Mật này bác biết bao nhiêu tiền ký bác? Hai chưa bán hả? Dạ. Đang đứng đợi mua quá trời. Kêu muốn rồi. Chưa.
cái dầu nó hít luôn, hít chặt luôn mà. Đây bao qua rồi, đây bao qua một phần rưỡi. Mực này là phải tranh thủ thôi. Dạ. Mình dân biển mình thấy mấy con mực này mình còn ghiền mà. Mực này đâu nó còn hết hả chị? Dạ. Bên này cũng ngon nữa nè cô. Trời ơi, bên này cũng không kém. Đúng là bên đây cũng ngon quá trời. Dạ. Làm mấy trong. Ủa này cân hả? Mấy con. Kì lá một á. Ừ, mua này nè. Chú hay quá à. Chú là biết mua hải sản lắm á. Rồi biết nó tươi là mình phải tranh thủ và không chần chừ nha. Tươi là mình phải mua ngay. Cân chưa, cân chưa? Đây mực nang. Rồi, nhờ chị lấy giùm. Có cái con mực nang kia, cái hoa văn nó đẹp ghê chưa? Mực lá một là hai con trên một ký nha. Chú con thấy mực lá chú ăn vừa cái này ngon nè. Mực ống thì chú ăn lớn ngon. Dạ. Mực lá theo quan điểm của mình mực lá hai là ăn ngon rồi. Ủa chú nãy chú mua mực ống bao nhiêu ký chứ? Mực ống nãy chú mua 300 mấy. Cái này thì chắc cũng 300 mấy, mực lá có giá thôi. Rồi ấy giùm em cái này. Đảo Lý Sơn du lịch phát triển lắm. Mình đến đây á là thấy quá trời nhà nghỉ luôn nè, nhà nghỉ khách sạn. Phía đằng kia là cổng chào của huyện đảo Lý Sơn, chính xác là thôn Tây, xã An Vĩnh. Mình thuê nhà nghỉ là 200 ngàn một ngày, tại vì mình đi có một mình ở phòng đơn á, thường là 250, nhưng mà cô chủ lấy mình là 200. Nước ở đảo Lý Sơn rất là trong. Ngang luôn. Cá bò với cá thu đã quá. Cá thu tươi bóng luôn.
Này là một chiếc lưới rút nè. Lưới rút này mình trong đèn hay là mình đánh dò cá chú? Chàng ở bên ở lưới đó. Dạ. Kia vàng đèn kia, vàng đèn nè. Trong rồi bao lưới. Đưa lên cái đó. Đấy, từ đây. Nếu mà mình trong đèn là mình phải có đèn mồi á chú ha. Dạ. Rồi xuống mình vuông lưỡi. Dạ. Trong hầm là có cá nước mặn với cá, cá xay. Cá nhỏ. Đây em buồn ở chợ ai đấy chứ. Vài thằng này luôn đã. Thằng dạ. Này luôn. Dạ. Lên dạ. Bà con mình là chiều đi sáng vô á. Dạ. Một mình luôn, cái luôn. Đánh trong đêm để bán chợ. Bán chợ thì cá tươi sẽ có giá hơn. Giếng bắt thằng mà chợ ơi. Hôm nay toàn là một mặt cá nục không. Biển mà nước trong như thế này tắm phải nói là quá đã luôn. Đến Lý Sơn cô chú chị mình cũng có thể đến đảo nhỏ đó, bắt cano qua. Bên đảo nhỏ có cái bãi tắm còn hoang sơ đẹp lắm. Biển em đẹp luôn. Cá rì nâu nè, cá gáy. Gì nâu đó ngon quá. Cá nóc. Cá lưới mới vô luôn. Lo kéo ra chạy về chạy mau. Một con. Giờ một con. Cá gáy với cá đỏ mét. Một con rồi có 10. Có cá trình nữa. Một con luôn ấy. Đỏ mép anh. Dạ. Con này cái dáng cá nó giống như cá gáy. Nhưng mà cái mép của nó đỏ. Dạ em anh 86 anh. Nghe nói tiếng thì biết rồi. Dạ anh chào. Là mực lá đại dương đúng không cô hả? Ừ. Dạ. Bên đây có còn to nữa. Ờ, quay cũng to đó. Con này đã rồi chưa? Chị con này mấy ký chị? Ờ,
Dạ 7-8 kg. Dạ to to luôn, cái thịt này cái cơm nó già, cái nó phải nó không ra nó ra rồi ba bao nhiêu kia, bao nhiêu kg vậy nè? 140 kg. Mực này lâu lâu mới có. Hồi nãy là ốc mặt trăng vàng, còn cái này là ốc mặt trăng đỏ. Dạ, hai loại. Này về mình luộc mình chấm mắm gừng hả con hả? À, tiêu của ốc á. Dạ. Tiêu của ốc á. Dạ, thì cái bà tóc cái gì nữa. Ốc nón mất thật bán sao vậy? 270 ngàn, còn có gì đưa 26 ngàn. Cái này là cái ruột nha, cái này là cái ruột. Dạ. Mua cái mắt à? Cái gì sơn? Mua cái mắt không hả chú? Ừ, có cái mắt xuống xuống mắt không? Mua cái ở ngoài nè. Mua mấy ký, mua mấy ký. Mua hết thôi, mua một về chơi. Có bán luôn hả cô? Mua đó về chơi. Là mình về mình chân á. Dạ, mình bỏ vô dạ. Hồ thì có cái xanh về chơi. Mặt trăng á, người ta hay gọi cái này là mặt trăng. Ôi, chứ chừng ý, chừng khách chỗ bữa. Chết gì lâu phận. Ôi, chứ khách mình nhanh đó. Dạ con ở Bình Thuận nha cô. Đúng rồi, con bên trong vô tôi tấp không phải không? Dạ. Đúng rồi, cô chào cháu thấy mà con quen quen. Dạ cô. Bà con mình ở đây dễ thương lắm. Cô chú anh chị mình có ra đây là thích liền. Dạ. Dạ con quay hồi nãy á cô. Dạ. Hôm qua vừa từ tàu bước xuống cảng là gặp mấy cô mấy chị cho thuê xe nè, hay là khách sạn đó, dễ thương cực kỳ luôn. Giờ này khách du lịch ra cầu cảng cá rất là đông. Hình như là đi tàu ra đảo nhỏ. Quê mình quay video này vào ngày cuối tuần á, thứ bảy, cho nên khách cũng đông. Khách sạn có bán cà phê. Ra đây là cả nhà mình không có sợ thiếu khách sạn nhà nghỉ nha. Trên cổng chào này mua đặc sản rong với tỏi. Dạ bác ơi, cho con hỏi cái tỏi nào là tỏi cô đơn bác? Đây. Dạ là cái này á bác hả? Đây. Là có nghĩa là cái tỏi này nó chỉ có một tép thôi? Không, để cậu nói cho con nghe. Nếu mà tới á, mẹ bằng con ở Lý Sơn là nó có mẹ bằng con ở có lưu lao nó có một cuốn hết con à, là có một củ à, một tiếp đó à, là đây nãy nó có mẹ à, bồng dạ. Bồng đó con là con à, một mình thôi ha à, gọi là tỏi cô đơn à, con đang cuốn gọi vô mấy cái này là nhiều tiếp này ha, bình thường là nhiều tiếp nè. Con nghe nói là tỏi này nếu mà loại một là đắt giá lắm hay đây con. Đây là bà nói cho con ăn ăn hồi nó mới ba năm á là nó tới là một triệu thôi. Một triệu một triệu thôi là tới là kiếm đi sao á. Dạ. Một triệu thôi là tại vì năm nay nó nhiều, cho nên nó rẻ. Chứ không phải là à, có cầu nó không biết rồi nó đi chạy như họ. Còn năm nay tới một nhiều lắm. Nó dạ. Đứa tiền đó con. Tỏi cô đơn. Là bây giờ hiện tại là bao nhiêu còn tiền một ký? 600. 600 à. Dạ, con lấy một lạng được không? Dạ, con lấy một lạng. Tỏi cô đơn đúng không? À, cô đơn. Là nó có mẹ bằng con tầm một ký. Có con ăn.
Dạ. Mà con nhớ là con nghe nói là có cái tỏi gì 2 triệu 1 ký luôn mà. Là tỏi đen á, con tỏi đen hở nó quá. À, cái tỏi phía bên trong nó màu đen á hả? Hở nó. Là 2 triệu 1 ký luôn. Hình như là mấy cái tỏi này mình lựa ra cũng khó ha cô. Phân loại ra cũng khó. Con lựa ra con nấu thì coi như nó đắt tiền quá. Cho nên là ví dụ con nấu là con nấu tới qua nhánh là biết cái tỏi to này nè, đó tỏi to này là nấu nè. Có nghĩa là bà con mình khi thu hoạch đó là phân loại vậy nữa. À, phân loại đúng loại to rồi nhỏ rồi nó qua đúng cái vậy con. Ủa cái này là nó cùng chung một loại luôn hay sao cô? Hai cái này là cùng chung một loại. Nhưng mà lâu lâu nó ra một cái tép này gọi là tỏi cô đơn. Hãy cây nó nhỏ nhất á là nó ra màu đen. À dạ dạ. Dạ con cảm ơn cô chia sẻ nha cô nha. Dạ. Đây là chuyên vị nấu kè. Dạ cho con mượn. Chuyên vị chuyên kè, còn cái này là nấu đu xoa. Dạ. Còn cái này là đu cao làm gói. Làm gói. Dạ. Dạ đựng gói đó con. Nhiều loại quá ha. À, đây là nấu đu xoa, còn đây là đựng gói. Dạ. Đây là đu đông nấu đu xoa. Dạ. Còn đây là chuyên vị là nước kè ngâm ra nó nhiều lắm. Chuyên dịch. À. Dạ. Cái này là bánh ít lá gai. À, 35 ở chồng con. Dạ, là đặc sản ở đây hả? À, đúng rồi. Dạ. Có bà làm á. Còn bánh này cũng bận làm, bữa này làm hơi giờ sớm. Bánh này là bánh gì ta? Bánh này là bằng mặn. Nó bằng mặn nhưng nó mặn ở trong đây. Mặn dạ. Còn bánh ít lá gai này là nhân ngọt. Nhân ngọt. Dạ. Con tháo nha, cái con ăn. À. Ê, bác có đem ra chứ, đem ra kịp là bánh nước kia nó mua nó đi uống nữa rồi. Bánh này dạ. Có bà làm giờ là nó ngon, nó có chất lượng. Dạ. Có bà làm chứ phải là bà xôn của ổi. Nó thấy cái bát này nó ngon là biết liền à. Ừ. Rồi ăn đi. Đây bánh ít lá gai. Đã mà đem ra kịp rồi bà 400 nữa cho bà đứa kia nữa rồi. Dạ. Mời cô chú anh chị mình luôn nha. Nói cho bà làm á là làm cái lớp có chất lượng. Bánh dẻo. Ừ. Bánh nó ngon. Bà làm là nó biết ngon với giá. Ở trong là dừa với đậu phộng á à, bác. Đường. Nó đem ra là mấy đứa kia nó mua hết rồi. Mày cũng có ôi, xíu hiểu à. 35 ngàn. 35 là 1 chục. 1 chục cái. Cá 2 ngàn rưỡi. Ngon lắm tụi chú anh chị à. Gừng nó thơm lắm. Để chị bán đây. Mấy đứa kia đi. Quán ăn sáng nè, phở hủ tiếu. Bán rồng với tỏi nhiều lắm. Dưa hấu Lý Sơn. Nhờ có đất đỏ Ba Gian á, đất núi lửa, cho nên mấy cái loại trái cây hay là rau củ trồng ở Lý Sơn nó cũng có cái hương vị đặc biệt hơn nhiều chỗ. Bà con ở Lý Sơn á, chủ yếu là làm nghề biển. Ngoài làm biển ra còn
trồng hành, trồng tỏi rất là nhiều, có trồng bắp luôn, đặc biệt là trồng tỏi nhiều lắm. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại đi lượm nhâm nhựa hả ngoại? Dạ đi bán. Dạ. Dạ. Ngoại ơi, ngoại đợi con chút quá ngoại. Ngoại ơi, con có món quà thay mặt bác Minh á gửi tặng cho ngoại nha. Dạ. Dạ, món quà 200 ngàn. Dạ, dạ. Dạ, ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại. Dạ. Dạ. Dạ, bye bye ngoại. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, ngoại mạnh giỏi nha. Dạ. Dạ bây giờ mình đang đứng chỗ ngay cổng Tò Vò này cô chú anh chị. Thì cái cổng Tò Vò này khách du lịch mà đến Lý Sơn á hay đến đây để chụp hình lắm. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đứng ở đây nè. Đứng ở đây rồi chụp thẳng qua biển, nhìn thấy biển. Phía bên đó là bờ kè Tò Vò đó. Đá núi lửa, đá Bà Gian. Đá này là giống ở gành đá đĩa Phú Yên nè cô chú anh chị. Xa xa đằng kia là chùa Đục. Ngay miệng núi lửa giếng tiền luôn á. Này mà lên hình là bao đẹp luôn á. Bà con mình cũng có bán đồ khô đó nè, mực khô, rồi cá mú khô cũng có luôn, cá bò đại dương. Khách nhận phòng. Ngoại bán trứng hả ngoại? Dạ. Mà sao 12 ngàn hả? Bốn nước 12 ngàn, ba nước 12 ngàn là vô chứ. Nó có 9 ngàn mà chứ. 12 ngàn này. Trứng này là ở đảo mình luôn hả ngoại? Không, ở trong đó. Ở trong hả? Ở trong dạ. Đất à. Dạ. Nhưng một chục này là mình bán sao ngoại hả? 40 ngàn. Dạ đúng rồi, trứng nếu mà ở ngoài đây ở từ trong đất liền ra thì nó phải có giá hơn ha. À. Còn này là gì ngoại? Trứng mắm hả? Trứng mắm Lý Sơn. 25 ngàn. 50 ngàn lít. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi ngoại? Cái phóng cho mới được cái gì mà phóng phóng kỹ như này trái. Dạ thấy ngoại lớn tuổi á. Buôn bán 77 gần 80 rồi. Dạ. Là sáng là bán trứng với nước mắm kiếm vài chục ngàn về một ngày. Dạ. Ngoại ơi, có duyên gặp ngoại á, con có món quà thay mặt bác Minh này gửi tặng cho ngoại nha. Cảm ơn con ạ. Dạ. 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 Dạ con chào ngoại nha. Dạ ngoại sức khỏe. Dạ. Con này là tôm hùm cảnh. Dạ.
Còn cạnh tên này là ở đây quán anh là chế biến luôn là 1,8 triệu một ký lô. 1,8 triệu anh. Ôi con này to dữ ta. Lần đầu em thấy con tôm đỏ mà nó to cái này á. Tôm đỏ thì nó ít khi có to như con. Dạ thường là nó size nó tầm 3 con ký á. Dạ đúng rồi. Có tôm tầm xanh, tôm tre nè. À con này mới gọi là tôm tre ha. Bên này thì là 1,4 triệu/kg. Dạ, 1,4 triệu. Đó là bao gồm từ chế biến cho mình luôn. Dạ. Cái này là mình nướng ha. Nướng hấp rồi sashimi hay là nó lẩu cũng được. Dạ. Lẩu tỏi, nói chung là tùy theo khách hàng sẽ tính rồi. Dạ. Chỉ tỏi cũng ngon. Ồ, mấy con cua đế này. Cua này thì ở đây là 1,2 triệu một ký lô. Bao ăn. Dạ. Nếu mà ở quán anh mà hấp lên mà cho khách mà ốp là anh sẽ đổi lại. Dạ. Là vì khách ăn xong mới trả tiền chứ không phải là trả tiền trước. Cái này là loại một luôn nha. Một. Một con này tầm hơn nửa ký mà. Sáu mươi lạng. Dạ đúng rồi. Mấy con này cô chú anh chị mình thấy vậy chứ để mấy anh mấy chú bắt nha. À, trong này nữa cái này như là loại 2 ha. Cái này thì có 3 con, 2 con. Dạ. Ồ quá đã. Đó hải sản đảo Lý Sơn nha. Nó có mấy tháng thôi cho nên cả nhà mình có đi du lịch biển mùa này á tranh thủ mua ăn. Này cua lông đỏ anh ha. Ở đây gọi là cua đỏ, còn cua đỏ người ta gọi là cua hoàng hậu. Cua hoàng hậu dạ. Còn đây là cua đá biển này. Ô. Cua này thì 5-6 đồng ngàn một ký lô thôi. Dạ. Trong em gọi con này là cua lông anh. À, ở đây gọi là cua đá biển. Dạ. Như cái con cua này là bao nhiêu tiền ký anh? Con đó ở đây là bán là 500 ngàn. 500, cho em bữa bắt lên nhanh nha. Ui. Đẹp phải chưa? Wow, nó đỏ luôn. Hải sản đỉnh quá anh. Cá mú, dạ. Cá mú với rì nâu. Cái này là cái gì sống nè, cái gì câu nè. Ôi, gì câu to anh. Ờ, con này tầm gần 2 ký. Con này thì nó rơi vào gò ký thôi. Con này mà mình nướng ngon anh ha. Đúng rồi, nướng lẩu rồi hấp thì nó ngon, nó cháo cũng ngon. Cá mú kìa, mú làm sashimi. Đây là 500 ngàn cũng ngon. À, con rì nè 500 ngàn. Dạ. Ngao tím này đầy đủ. Dạ, em cảm ơn anh Long nhiều nha anh. Dạ, chỗ ngay cổng chào á. Cổng chào đảo Lý Sơn. Dạ, buổi tối là anh còn phú hơn dạ. Dạ, ở đây là mấy quán hải sản luôn. Em cảm ơn anh Long nhiều nha anh. Dạ. Phơi rong á cô ha. Dạ. Hôm qua con thấy bà con mình đi lặn rong buổi chiều á, quá trời luôn. Dạ. Mình lặn buổi chiều rồi xong sáng phơi. Phơi trước ngập tay. Dạ. Rong này là rau đông hả cô? Dạ. Ở xô xa dạ. Đặc biệt cái nghề hái rau đông này á là mấy cô mấy chị làm mà, nhất là mấy cô mấy bác. Công nhận mấy cô mấy bác mà đi lặn hái rong này hay thiệt á. Vất vả lắm. Dạ. Này là rong của nhà mình luôn hả cô? Cô là cô mô, cô thu mô. Dạ. Rồi cô lùm ra, cô bón cho, cô bỏ xỉ cho mấy người.
để bón rồi. Dạ. Như cái này rong khô là bao nhiêu tiền ký con? Hơi trăm qua mấy nghìn. Dạ. Hơi trăm qua mấy nghìn. 200 mấy. Dạ. Một ký là cũng lâu á con ha, cũng nhiều á. Là nó nhẹ á. À, nó khô rồi nó nhẹ. Như mấy cô mấy bác thường á, một chiều con thấy là mỗi người hơn nửa bao vậy á, là bán được bao nhiêu tiền cô? Trung bình 100-300. Dạ. Tiền theo cái mỗi người là luôn. Thì mỗi người có sức của mỗi người là tự họ luôn. Ấy họ đi sớm thì được nhiều, còn đi ít thì đi trễ thì được ít. Dạ. Mấy hôm nay là nước nó cạn buổi chiều á. Cho nên mấy cô mấy bác sẽ lặn hái buổi chiều, đeo gương lặn liên tục. Này mình phơi chắc trong buổi sáng hả cô hay là nguyên ngày luôn cô? Buổi xuống rồi chiều hốc vô rồi xuống là ra pha, ra cũng bỏ xuống giặt rồi xuống là phơi rồi chiều hốc vô. Dạ. Lần đem bỏ nước cho nó phải thành phẩm con. Dạ. Lâu lắm. Làm ra một ký dông khô là kỳ công. Ừ. Dạ. Luôn nó công lắm. Rồi gì nhòa bị nhặt nó ra. Dạ. Cái rong này là quanh năm luôn hả cô hay là có mùa cô hả? Rong này tới mùa. Chuẩn bị một quá nữa là nó hết, là một con nước nữa là nó hết. Dạ. Được cái là mình làm thành rong khô là mình có thể bán quanh năm, mình chữ mình bán quanh năm luôn. Đúng rồi, giữ quanh năm. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Rồi. Dạ. Chúc cô công việc thuận lợi. Rồi. Dạ. Dạ. Lòng quanh em. Dạ, tiếp tục video ngày hôm nay, mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng đồng hành với mình để đi lên đỉnh núi Thế Lới nha. Ngọn núi lửa cao nhất đảo Lý Sơn. Lên hồ Thế Lới luôn. Nhiều lắm. Cô chú anh chị và các bạn mình đi dọc cái bờ kè là thấy bà con mình hái rong với phơi rong. Mình đang hướng về xã An Hải. Trong này phơi nữa nè. Dạ chào bác. Làm sáng giờ bác à? Dạ. Không có gì đâu bác à. Dạ. Tại con thấy mấy bác làm cực á cho nên con có món quà thay mặt bác Minh ở bên Mỹ á. Dạ. Dạ. Dạ đây là phần quà 200.000 của bác Minh nha. Em nha. Dạ. Rồi, chúc mấy bác nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Đây cô. Dạ rồi. Dạ, con chúc hai bác với cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Giờ này gần 9 giờ rồi mà trời vẫn còn rất là âm u luôn. Đây là núi Thế Lới nè. Phía trên cô chú anh chị mình thấy mây không? Mây mù luôn. Mình có hỏi bà con á, là thường là tầm tháng 9 tháng 10 á, là bà con mình sẽ trồng tỏi nhiều nha. Giờ thì trồng đậu phộng với bắp nhiều.
Châu Văn Hóa Thôn Đông An Hải. Trồng hành này. Phía trên núi Thế Lới là có cái hồ nước ngọt á. Xem video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Cả nhà mình nhớ cổ vũ tinh thần cho mình. Tại vì cô chú anh chị mình xem video like với đăng ký kênh cũng không có mắc mát gì hết, nhưng mà giúp ích được cho mình rất là nhiều. Anh chị này cũng lên núi Thới Lới nè. Cái đường đèo này nó cũng ngắn thôi, tầm 600 m. Mà chỉ cần một chút nắng thôi, bảo đảm chụp hình quá đẹp luôn. Sau lưng của mình là cột cờ đảo Lý Sơn nè. Cô chú anh chị và các bạn mình thường xem trên mạng á, là thấy cái địa điểm là hang câu á, cái vách đá dựng á, dựng như thế này nè. Thì mình sẽ đi cái hướng dưới chân đèo của núi Thế Lới nha, dưới này. Còn muốn lên cột cờ với đi cái đoạn đường kia để lên hồ Thế Lới thì mình chạy lên thêm, chạy lên cái đèo luôn. Mấy cái cây dưới biển nè. Trái của cây này là dùng để ngâm rượu hoặc là nấu nước mát uống. Chỗ này chụp hình rất lý tưởng nhưng mà phải cẩn thận. Nhìn xuống là mình thấy mấy rạn san hô luôn, mấy rạn đá luôn. Đằng kia có một con suối. Mình nghe được tiếng sóng đánh luôn nè. Suối nó chảy nữa. Núi lửa Thế Lới. Tiếc quá cô chú chị mình ơi,
mây mù như thế này á, mình quay flycam á không có thấy được toàn cảnh. Có mấy em lên đây câu cá nè. Toàn cảnh đảo Lý Sơn luôn. Phía đằng kia là cảng Lý Sơn kìa. Cái lòng hồ này là cái miệng núi lửa, miệng lòng chảo. Nước mưa nó tích tụ á, tạo thành một cái hồ. Mày nhìn nó ảo diệu á, mờ mờ ảo ảo. Lên trên này câu cá cũng hợp lý á. Mình qua bên cột cờ đảo Lý Sơn đây, chụp tấm hình làm kỷ niệm cô chú anh chị à. Hôm nay một ngày không may mắn lắm, mây mờ quá cho nên quay không được bao nhiêu, chứ quay được toàn cảnh là đẹp lắm cô chú anh chị. Nhưng mà bay flycam lên cao á là nó mờ hết luôn. Đây cột cờ đảo Lý Sơn. Này là kinh độ vĩ độ này. Dạ con chào ngoại. Đi lượm gì vậy ngoại? Quà thăm cuối thăm rồi con đó. Dạ. Quà đồ cuối thăm. À. Quà đi đâu? Dạ. Cái xăm nó nấu nước hả ngoại? À, đem vô trong Sài Gòn á, họ làm ái rồi á. Dạ. Cái biết họ làm đủ thứ xăm á. Cũng khó để kiếm hả ngoại ha? Khó lắm. Dạ, cái này chắc đào sáng giờ hả? Sáng giờ mình bẩm đó ngoại. Như đây là bán được bao nhiêu tiền ngoại? Giờ chục ngàn mấy. Dạ, cho con coi. Mấy, như đây là mấy chục ngàn thôi, sáng giờ. Xăm mỗi giờ ra đây cũng được nước, cái gì cũng được có chục ngàn. Xăm ha? Dạ, xăm. Như là một ký... Một ký họ... 80. Chục đá họ tới mấy chục ngàn cơ. Mở vừa nãy một ký có 80 ngàn mấy. Dạ. Để có thù nó dạy á. Dạ. Sâm này ở mình gọi là sâm gì ở ngoài? Hào ông bà ta kia bằng sâm dồi nè. Dạ cái này là chi bệnh gì ngoại ha? Nó uống sâm mốt. À mát. Dạ. Ông bà của mình là hệ mũi mát đó. Họ không có thì họ hối coi nè, bà anh trai không có con gì bu vô hết. Dạ. Không có con gì mà bu dâu dồi cũng không bu dâu luôn. Dạ. Ồ. Củ sâm. Nó không có bu dâu được là cũng nó cũng kỳ mà có dại đó. Dạ. Thế có này mà nhiều nó ít rén. Rén nó cũng kỳ. Dạ. Cái này nhỏ và bó lỗi. Dạ, nhỏ để lại.
khó lắm cô chú anh chị ơi. Khó chỗ đầu dễ con bác Nam á, họ đồ 4 năm 5 năm 4 năm 5 năm rồi. Dạ. Lao rồi cho nên giờ nó mới còn nhỏ mới ký mới. Cái này hình như là đất núi lửa đất đỏ bà gia nữa đúng hả? Đúng rồi. Đất dạ. Đó bi hồi nữa đất nó có hậu xưa là họ đồ họ lấy cái đất nào làm má của hậu. Dạ. Và ông bà ta đi mất ít đó. Dạ. Họ đồ ở trong này là nó có cái chi nó có họ kêu cái giống mà xi măng vậy á. Dạ. Dưới đó, nó cứng lắm. Cho nên họ về họ làm má. Họ làm cái cấu con người đó. Họ ông bà ta dặn. Dạ. Còn nghe nói là mình trồng tỏi rồi á, là mình lấy cái đất về mình giải lên hả? Đúng rồi, nhờ cái đất này đem xuống cái đáp rồi bỏ đất cốt lại. Dạ. Nó đi được. Dạ, trồng tỏi nó mới trồng thơm. Trồng tỏi được, đúng dạ. Dạ ngoại ơi, có duyên gặp ngoại á, con có món quà thay mặt bác Minh đó. Bác Minh ở con tiêu. Dạ, cái này là con thay mặt bác, dạ. Chứ không có gì đâu ngoại à. Dạ, con đi ra đoàn xóa cực khấu dũng. Dạ, cái này là con thay mặt bác Minh để gửi tặng đến mấy ngoại, mấy bác mà lớn tuổi á, dạ, vẫn còn mưu sinh á, dạ, cực khổ á, dạ. Bà lại một trăm để lợi con trăm. Dạ, ngoại nhận cái này món quà của bác Minh, dạ. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, ngoại nhiều sức khỏe ngoại nha. Dạ. Cảm ơn. Con mới từ trên hồ Thới Lới xuống. Dạ. Dạ con đi ngoại nha. Dạ. Con đi cẩn thận nhé. Dạ. Đồ cũng cực khấu lắm. Dạ. Con chào ngoại. Anh ở đảo mình có hay sương mù gì không anh? Mây mù gì không? Mùa tháng 2, tháng 3 thì có biết chưa. Dạ. Có anh dẫn đường bên đi.